tắt nhạc luôn. Người tắt đi rồi. Chào Nguyễn Lan Anh nhé. Căng cảnh các sợi lông mày hé chốc. Hello mọi người nha. Em mình vừa thực hiện xong cái ca mày hair shop. Mình quay một chút cho mọi người xem tham khảo nha. Cái mày của bạn khách mới làm lần, đây là làm lần đầu tiên, cho nên là mày khá là tự nhiên. Hai cái cung mày của bạn thì một bên cao, bên thấp, thì mình có căn chỉnh lại cho nó cân. Và khi nâng cái bên này lên thì bên một bên mày của bạn nó bị mất đi một nửa sợi, cho nên là phía bên mày bên này phần lớn là tầm 70% nó là sợi giả nha mọi người, còn bên này thì nó sẽ nhiều sợi lông thật hơn này. Nhờ mình quay cận cảnh cho mọi người xem cái sợi nha. Hello Lan Anh, hello Mimi, hello Phan Huỳnh Châu, xin chào mọi người nha.
Bạn nào mà có yêu cầu, có nhu cầu muốn làm mày siêu thực, siêu tự nhiên thì đây là cái sự lựa chọn hàng đầu nha mọi người. Hiện tại đây là cái công nghệ dệt sợi mới nhất và tự nhiên nhất, siêu thực nhất cho những bạn nào mà thích tự nhiên nha. Rồi, mình xin kết thúc livestream tại đây nha. Mình sẽ bỏ ảnh trước và sau khi làm cho mọi người xem kỹ hơn nha. Chào mọi người nha.